Những ngày này, khắp các phố phường của thủ đô Hà Nội đều rực rỡ cờ hoa để chào đón kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Trong không khí hân hoan, rộn ràng của những ngày thu lịch sử, ai ai dù là những người được sinh ra, lớn lên, đang học tập và làm việc tại thủ đô hay những con người Việt Nam trên mọi miền tổ quốc, có dịp đến thăm mảnh đất này cũng đều dâng lên niềm tự hào và tình yêu với thủ đô xinh đẹp, thành phố vì hòa bình. Gần đến ngày giải phóng thủ đô thì mình cũng rất là hào hứng như mọi người. Mình qua đây xem lại những ký ức ngày xưa của Hà Nội, mình cảm thấy rất là tự hào là đã sinh ra ở Hà Nội và mình vô cùng tự hào những cái danh lam thắng cảnh cũng như con người của Hà Nội. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm này, mình cũng mong rằng Hà Nội có nhiều cái rực rỡ đẹp đẽ hơn, con người cũng thân thiện hơn. Và mình cảm thấy mình rất yêu Hà Nội, yêu mùa thu Hà Nội và yêu con người Hà Nội. Và tất cả những người cũng biết ơn, được như ngày hôm nay mình cũng biết ơn tất cả những cái anh, các bác, các cô, các chú thế hệ trước để hy sinh một phần xương máu để cho mang lại hòa bình cho thế hệ chúng tôi được như ngày hôm nay. Hà Nội vào thu với tiết trời dịu mát dường như khiến những kỷ niệm hào hùng của ngày vui chiến thắng lắng đọng hơn. Những tư liệu hào hùng nêu bật tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh lại càng thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân thủ đô và du khách nước ngoài. Câu lạc bộ và vui khỏe của các cô ở Cầu Giấy đi ngay từ sáng sớm ngày hôm nay, thấy ở trên đường Hà Nội là mọi thứ là đều thay đổi rất là đẹp. Ba lô áp tích và nhìn lên cái ảnh cũng rất là đẹp, các cô rất là thích. Các cô lên đây còn tập cái gì nữa nhỉ? Tập dân vũ, người Hà Nội, rồi là người tiến về Hà Nội, các cô tập rất là đẹp. Ngày giải phóng thủ đô mang trong mình ý nghĩa đặc biệt hơn cả một ngày lễ, không chỉ vì cờ hoa rực rỡ khắp phố phường hay các sự kiện văn hóa đầy ý nghĩa, mà còn bởi sự phấn khởi, rộn rã và tự hào trong lòng mỗi người. Đến ngày giải phóng thủ đô ấy, thì không khí khá là rộn ràng, mọi thứ được chuẩn bị khá là xịn sò. Và với là một người trẻ thì tôi cảm thấy là mình nên có cái trách nhiệm để có thể là ngày càng xây dựng cái thủ đô có thể tốt đẹp lên, bởi vì là mình cũng là người đang sinh sống và sẽ có thể làm việc tại thủ đô, thì cái việc xây dựng thủ đô tốt đẹp là điều tất nhiên. Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024 là dịp chúng ta nhìn lại một chặng đường lịch sử vẻ vang để thêm tự hào và trách nhiệm với Hà Nội, là dấu mốc quan trọng đánh dấu chặng đường vẻ vang của thành phố Hà Nội, xứng đáng là thành phố vì hòa bình, đô thị văn minh, hiện đại, trái tim của cả nước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.